mình phải đi thu hoạch phụ. Trời ơi, dưới chân chị Hoàng nè. How big is this? Look at this. Huge. Yeah, đó là biết qua chỗ lại. Mấy cái trái mà nó căng nóng luôn, nó xong mắt luôn rồi là nó chín mùi nóng luôn á. Chị ấy coi chừng chừng. Kế bên làng lại thấy cũng mấy cái chim sò. Có cái bé này nữa hả? Em bỏ cho chị đi. Em bỏ cho cái bự đó. Em không có bé nữa hả nha? Em đây em cho chị. Sao thì chị mang về. Thank you.
em chúng tôi để đầy đủ khi, rồi nha, sau khi dịch hái hoa một bụp này mới là bự nè, cái này mới là nhiều nè, cái này là nhiều nhất nè, nhiều nhất nè. We got a lot, we got a lot. Yay. Nè, trên đây nè. Ba hái giỏi quá ba. Ra đi lo. Trời ơi. Đẹp chưa? Của em nè. Ngày nào em cũng bọc vậy hết á. Tại wow. Thành phẩm, thành phẩm. Cây nhà lá vườn. Lên. Cây cây nhà lá cây người ta vườn nhỏ. Không phải nhà mình. Cây nhà người ta. Cây nhà vườn người ta, cây mình. Cây thiên nhiên. Thiên nhiên. Đừng có đợi. Ủa là quà. Chụp lén nữa. Anh Tâm. Cây vườn. Chụp lén nữa. Cây trời. Vườn nhà người ta. Trái của mình. Trái của mình. Phải comment vô hết nha. Chỉ có duyên không anh? Lượt. Wow, dễ thương chụp. Đây nè. It's so cute. Đây là lượt nè. Tìm mấy người không thấy. Que mông nè. Trời ơi, que mông hái còn que mông nữa nè. Đó. Ồ, lúc luôn vui không? Hái còn que mông ve cái này đó. Ôi. Thương quá. Bởi vậy. Đây nè. Hình như chị không gặp chị không mà CNN được á. Có tí á. Luôn. CNN thứ hai. Luôn luôn. À. Anh yêu chứ. Ok, I post all on your guys. Ồ, ngon đó. Hai cái mông. Ồ, vui vậy. Ok, lên vui vậy. Ôi, ok. Con này còn phi lên nữa này đó. Phi lên nữa. Ôi, wow. Bây giờ dễ thương vậy. Trời, chiêu quá. Ôi, đây có đẹp này. Đâu có hồng lan lan nữa. Không có gì phi lên. Phi bay lên thẳng. Đừng coi cái nào đẹp. Anh Hồng, bạn là chân ngắn không?